Rồi, xin chào quý vị bạn trở lại với chuyên là Hùng Xe Hơi thì cũng bắt đầu qua giữa tháng 7 ngâu rồi. Ở thời điểm này thì khách hàng cũng sẽ đặt cọc mua xe khá là nhiều. Thì ok, trong video này thì em cập nhật nhanh cho quý anh chị các bạn giá xe tại Mitsubishi. Cụ thể là Mitsubishi Bắc Ninh. Chúng ta có thể mua ở với khách hàng ở Bắc Giang này, Lạng Sơn này thì mua ở Mitsubishi Bắc Ninh hiện nay đang là gần nhất và tốt nhất. Dễ dàng đi lại cũng như là xem xe và chốt xe. Hiện nay thì bán chạy nhất thì vẫn là dòng Xpander số tự động thôi. Ngoài ra là chúng ta có đến 4 phiên bản xung quanh cái dòng xe Xpander nhé. Phiên bản số tự động thì chúng ta vẫn là 630 triệu. Hiện nay thì trong tháng này ở Mitsubishi Bắc Ninh chúng ta đang có chương trình hỗ trợ 5% thuế trước bạ, tức là dao động vào khoảng 28 đến 30 triệu đồng tiền mặt, và chúng ta có thể tặng kèm thêm một chút phụ kiện theo xe nhé. Cái này thì đa phần tất cả các hãng đều đang có chương trình hỗ trợ 5% thuế trước bạ. Đó, 630 chúng ta giảm đi thì khoảng 25 30 triệu thì chúng ta lăn bánh đâu đó sẽ rơi vào khoảng 660 đến 665 triệu tại Bắc Ninh Bắc Giang đó. Xpander Cross thì giá niêm yết cao hơn một chút, tuy nhiên khuyến mại cũng sẽ giống như vậy nhé. 607 giảm khoảng 30 thì nó lăn bánh đâu đó vào khoảng suýt soát 700. Và Xpander số sàn thì là 550 triệu, chúng ta được giảm vào khoảng 25 triệu. Thì mức giá lăn bánh dao động dự kiến ấy, nó sẽ dao động vào khoảng 600 triệu, rất là hợp lý thôi, rẻ hơn khá là nhiều. Hiện nay thì đa phần các đầu xe của các hãng thật sự là đang có cái mức giá rất là tốt và chương trình hỗ trợ cực kỳ hay. Thì quý anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua xe, đặc biệt là với những anh chị mà mua Xpander thì thường khách hàng mua xe lần đầu, hoặc là chúng ta sẽ vay mua trả góp vì nhiều lý do kinh doanh cũng như là cá nhân, thì quy trình mà chúng ta vay mua ấy, thì sẽ mất vào khoảng 3 đến 4 ngày không tính ngày nghỉ. Và số tiền chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu khi mua xe sẽ dao động vào khoảng 180 đến 220 triệu tùy vào thời gian vay. Thời gian vay tối đa có thể lên đến 5 đến 7 năm và lãi suất trung bình một năm đầu tiên vào khoảng 0,8% nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ thả nổi vào khoảng xấp xỉ 1 chấm. Cái này là mặt bằng chung thôi. Tùy vào điều kiện tài chính thì cái lãi suất chúng ta có thể được ưu tiên hơn một chút. Ok, thì giá xe, chương trình khuyến mại hay cái tư vấn cần lái thử, tư vấn thêm các phiên bản xe và lựa chọn một cách hợp lý nhất thì quý anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng, có hotline đính kèm trên video. Đó, tháng này thì khuyến mại rất là tốt, cho nên là khi mình đang có nhu cầu mua xe thì hoàn toàn có thể đặt cọc trước và chờ qua tháng 7 ngâu để chúng ta lấy xe nhé. Ok, xin cảm ơn quý chị đã các bạn theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.